Kính thưa quý cô bác anh chị và các bạn, lúc này là 7 giờ 15 phút, nhiệt độ rơi vào khoảng là 18 độ C. Sáng ngày mùng 3 Tết năm 2024, năm Giáp Thìn, Đà Lạt bình yên, xin kính chúc quý cô bác anh chị gần xa, trong và ngoài nước bình an, vui khỏe và hoa vàng hạnh phúc. Hôm nay mình xin review cho quý vị xem tất cả các khách sạn cũng như những con đường trong thành phố Đà Lạt sáng ngày hôm nay, sáng mùng 3 Tết năm Giáp Thìn. Xin mời quý cô bác anh chị và các bạn. Như vậy là mình đang ở trên đường Thu Hiến Thành và review cho quý cô bác anh chị là tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trên đường Thu Hiến Thành gần như là đã kín hết phòng rồi quý vị. Đó, quý vị thấy tất cả các cái villa, biệt thự ở đường Thu Hiến Thành là xe hơi đậu san sát với nhau, gần như là không có chỗ đậu xe nữa quý vị. Tất cả đều là xe hơi. Du khách đã đến Đà Lạt từ ngày mùng 2 và cũng đã đến từ ngày mùng 1 đó quý vị. Hoặc là những khách ở lại ăn Tết trước ngày mùng 1 trên thành phố Đà Lạt của chúng ta cũng rất là đông. Xin thưa với quý cô bác anh chị, như vậy là lúc này là 7 giờ 15 phút. Nhiệt độ rơi vào khoảng là 18 độ C đó quý vị. Trời rất lạnh, mặt trời cũng đã lên rồi, những ánh nắng yếu ớt buổi sáng sớm trên thành phố Đà Lạt cũng bắt đầu rọi từ hàng thông chiếu thẳng vào các sân vườn hoa lan cây kiển ở trong đường Thu Hiến Thành này quý vị. Và quý cô bác nhìn thấy là tất cả khách sạn gần như là đã kín hết phòng quý vị, rồi xe Honda, rồi khách sạn, những khách sạn như là 2 sao, 3 sao, 4 sao gần như là đã kín phòng quý vị. Và tất cả mình xin review từ những con hẻm quý vị ơi, từ những con hẻm và ra cho đến đường lớn rồi về đến trung tâm thành phố sau. Và hầu như là tất cả các con đường ở đường Thu Hiến Thành này là kín hết phòng rồi quý vị. Buổi sáng hôm nay thì trời rất là lạnh, nhiệt độ lúc này là 18 độ C. Xin thưa với quý cô bác anh chị, nhiệt độ lúc này là 18 độ C và quý vị thấy tất cả xe hơi đậu kín chỗ luôn quý vị ha. Đây là những khách sạn là gần như là 3 sao, 4 sao. Kín hết phòng rồi quý vị, không còn phòng nữa, full phòng rồi quý vị. Và xe dày cứng, không còn ở chỗ đậu xe nữa quý vị. Thật sự mình đi tranh thủ buổi sáng sớm để review cho quý cô bác anh chị xem, chứ để mà lát một hồi nữa thì không thể nào mà đi được quý vị. Chắc chắn là tất cả các cái con đường sẽ tắc hết đường quý vị, đông xe. Khi mà bà con của mình dậy sớm ăn sáng uống cà phê xong là bắt đầu đi chơi mấy cái điểm ở trong thành phố du lịch, ví dụ như thác Đá Răng La, rồi thiền viện Trúc Lâm, rồi hồ Thăng Thở, rồi vườn hoa thành phố, rồi đi Tà Nung. Nói chung là tất cả coi như Đà Lạt của chúng ta là gồm có là trên 50 điểm để du lịch. Xin thưa với quý cô bác anh chị là 50 điểm du lịch, tham quan, dịch vụ, vui chơi, giải trí là trên 50 điểm. Và như vậy là lúc này là đã là 7 giờ 30 phút, mặt trời cũng đã lên cao rồi. Mình đang đi trên con đường là Trần Phú quý vị. Mình đang đi trên con đường Trần Phú. Sau đây mình sẽ review cho quý cô bác anh chị một con đường gần gũi của chúng ta, cũng ở trên phường 3, đó là con đường Hà Huy Tập. Xem thử là trên con đường này là bà con của mình nhận khách có đến đâu rồi. Và thật sự là hầu như là mình nghĩ là tất cả đều là kín hết phòng rồi, từ nhà nghỉ này, rồi tới mấy khách sạn 1 sao nghe, rồi 2 sao, 3 sao và 4 sao là đầy kín hết rồi. Còn homestay với phòng trọ thì mình chưa biết, nhưng mà theo mình đoán là phòng trọ cũng không còn một cái phòng trọ nào quý vị, thật sự. Đến thời điểm Tết là hầu như là tìm không ra một cái phòng trọ nào. Phòng trọ là tất cả các bà con ở cư dân mà làm sinh sống ở thành phố Đà Lạt thì người ta đã chuẩn bị là thuê phòng trọ trước Tết rồi. Và sau đây xin mời quý cô bác anh chị theo chân mình để vào con đường Lương Thế Vinh. Mình xin review cho quý cô bác anh chị, đây là buổi sáng sớm nha, thì con đường nó vẫn còn là thoáng để mà đi được.
lát hồi là không thể đi được. Và trên con đường Lương Thế Vinh thì thật sự xe cộ cũng dày kinh kích luôn, tất cả đều là xe hơi quý vị. Đường ở trong thành phố Đà Lạt của chúng ta bây giờ rất là đẹp, thông thoáng, được đầu tư làm mới tất cả luôn, không có một cái chỗ nào là đường cũ hết, và toàn bộ đầu tư làm mới. Và đây là trên con đường Lương Thế Vinh, quý vị thấy xe cộ đậu dọc sát bên đường, và có thể là họ đậu lên trên lề luôn quý vị ạ. Đó, rồi các bạn thấy dọc dọc rất là nhiều, vô cùng nhiều xe hơi đậu cả hai bên. Và sau đây, đây là con đường Lương Thế Vinh, là một trong những con đường hẻm đó quý vị. Xin thưa là quý cô bác anh chị, Đà Lạt bình yên sẽ dẫn quý cô bác anh chị gần xa trong và ngoài nước xem Tết mùng 3 tại thành phố Đà Lạt của chúng ta. Và đây là những con hẻm, mình xin mời quý cô bác anh chị vào những cái con hẻm mà nó nhỏ nhất luôn nha, để xem là khách sạn nhà nghỉ có kín phòng hay không. Và đây thật sự đây là con hẻm 15 trên đường Lương Thế Vinh thuộc phường 3 thành phố Đà Lạt của chúng ta, tất cả đều là full hết phòng quý vị. Thật sự từ những cái khách sạn nhà nghỉ, ở trong này là nhà nghỉ thôi quý vị, cũng có khách sạn nhưng mà ít, hay là nhà nghỉ cũng có những tư nhân ở nhà tự tổ chức lấy một cái nhà nghỉ cũng nhỏ, đôi khi là những cái nhà nghỉ mini cũng không còn phòng quý vị. Và trong này thì quý cô bác anh chị thấy cũng rất là tấp nập. Tuy là một trong một hẻm, mình sẽ review cho quý cô bác anh chị từng hẻm một. Và đây là quý vị thấy một cái quán đỏ không, mới buổi sáng sớm mà rất là đông khách. Ở đường Lương Thế Vinh có một cái quán đỏ cũng rất là nổi tiếng, ăn sáng, ăn buổi ăn sáng đó quý vị. Và sau đây xin review cho quý cô bác anh chị là mình quay ra là trên đường Lương Thế Vinh, lúc này là mặt trời đã lên cao rồi quý vị. Lúc này là hiện giờ là mình nhìn đồng hồ là 8 giờ kém 20 phút. Nhiệt độ lúc này là đã lên tới là 20 độ C rồi quý vị. Trong đêm hôm vừa rồi là Đà Lạt đêm vừa rồi là lạnh, rất là lạnh. Nhiệt độ xuống là 11 độ C đó quý vị. 11 độ C. Trời rất là lạnh. Sức gió hầu đêm hầu hôm sức gió là 12 km trên giờ. Và đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn tiếp tục theo chân mình để đi review hết con đường Hà Huy Tập. Thưa quý vị, con đường Hà Huy Tập này trước thời Việt Nam Cộng Hòa có cái tên là đường Bá Đa Lộc quý vị nghe. Và đây những quán ăn rồi những quán tiệm cà phê đông, rất đông khách, nhộn nhịp vô cùng luôn quý vị, thấy khách đổ ra rất là đông. Và sau khi mà quý bà con của mình du khách mà ăn sáng uống cà phê xong là chuẩn bị hành trang đồ đạc rồi leo lên xe để đi chơi các điểm, thì lúc đó chắc chắn tất cả các con đường trong thành phố Đà Lạt sẽ là kín hết luôn, và lưu lại lượng lưu thông rất là chậm quý vị, thật sự lượng lưu thông rất chậm. Chính vì vậy mình là người Đà Lạt mà, cho nên là mình phải tranh thủ đi buổi sáng để review hết những con đường này và những cái ngóc ngách, rồi tất cả các quán ăn, tiệm cà phê, rồi spa làm đẹp, tạp hóa, vân vân vào buổi sáng như vậy thì mới kịp, chứ còn không á thì không thể nào mà review tiếp tục cho quý cô bác anh chị. Và đây là mình đang đi trên con đường Trần Phú, lúc này đường Trần Phú mới có 8 giờ kém cho nên vẫn còn thông thoáng. Trước mặt chúng ta là cái tiệm cà phê Đôi Dép quý vị thấy không, cũng rất là đẹp, và quý khách đã có mặt rất là sớm để uống cà phê ở tiệm cà phê Đôi Dép này quý vị, trên đường Trần Phú. Và trước mặt chúng ta là cây anten của VNAB, và trước mặt chúng ta đó là nhà thờ con gà, hay còn gọi là nhà thờ chánh tòa đó quý vị. Quý vị thấy chỗ nào xe hơi cũng đầy ắp, tất cả xe hơi đầy ắp. Và sau đây mình xin mời quý cô bác anh chị hãy theo chân Đà Lạt bình yên vào những cái con hẻm thôi, mình mời quý cô bác anh chị vào những con hẻm, mình không có mời quý anh chị ra những trung tâm thì không nói, mà vào những con hẻm. Và đây là con hẻm vào đường Hồ Tùng Mậu, con đường Hồ Tùng Mậu, một con hẻm sau lưng bưu điện, hay còn gọi là ngày xưa cái hẻm mà đi vào nhà ông thầy Chim đó quý vị. Nếu người Đà Lạt, ai mà người Đà Lạt đều biết nhà của ông thầy Chim, tại một ông thầy rất là nổi tiếng về phong thủy của thành phố Đà Lạt ngày xưa đó, thì quý vị thấy
trong này cũng đầy ắp những xe của chỗ nào, hầu như chỗ nào cũng có xe. Và đến nay thì đường này đường cục rồi, xe đậu không được nữa. Mình quay ra đó và mình review cho quý anh chị tất cả những cái hẻm, những cái con đường hẻm hóc của thành phố Đà Lạt, hầu như chỗ nào cũng xe hơi đậu kín mít thế luôn quý vị, không còn một chỗ nào đậu luôn quý vị, thấy không? Xe hơi đậu dọc san sát với nhau, không biết là xe hơi ở đâu, quá sức nhiều luôn. Và đến đây thì mình đã ra đến đường Hồ Tụ Mậu lớn đó, rẽ trái là hướng đường Hồ Tụ Mậu nối dài lên tới Kim Cúc. Và hôm nay mình cũng thật sự mình rẽ trái luôn, mình sẽ đi thêm một cái con đường hẻm ở Hồ Tụ Mậu nữa cho quý cô bác anh chị và các bạn. Đây là một cái hẻm sau lưng khách sạn Palace, một khách sạn 5 sao đắc địa bậc nhất thành phố Đà Lạt của chúng ta. Đó là khách sạn Palace. Ngày xưa trước thời Việt Nam Cộng Hòa cũng là khách sạn, nhưng mà thường hay gọi là nhà hàng Palace. Và đây, xin thưa với quý cô bác anh chị, đường này cũng rất là đông khách và nhộn nhịp vô cùng. Một trong những con đường rất là đắc địa của thành phố Đà Lạt. Và sau đây xin mời quý cô bác, như vậy là mình sẽ mời quý cô bác anh chị vào một cái con hẻm. Đây, xin mời con hẻm, một trong những con hẻm mà giá trị như đắc địa, rất là đắc địa, thật sự mua không nổi quý vị, mua không nổi. Khách sạn, nhà hàng, khách sạn xinh xích dày cứng luôn, và tất cả khách sạn đều là những cái khách sạn đẹp. Giá cả ở đây thì không, cũng không rẻ đâu quý vị, tại vì ở đây là ngay là trung tâm thành phố, phường 3, và đi ra chợ Đà Lạt chỉ có bước qua cầu Ông Đạo là tới chợ Đà Lạt rồi. Đây là một trong những con hẻm đường rất là rộng, ở đây địa thế rất là đẹp, có một quả bãi đậu xe kín mít luôn, bãi đậu xe vô cùng. Ai mà ở trên con hẻm đường Hồ Tùng Mậu này mà nhìn xuống là view mặt Hồ Xuân Hương. Và cái đây là tất cả các khách sạn trước mặt chúng ta là khách sạn Nhật Nguyên, một cụm vừa khách sạn Nhật Nguyên, vừa ăn sáng, vừa ăn trưa, rồi là uống cà phê. Khách sạn là khách sạn Nhật Nguyên, tiệm cà phê Nhật Nguyên và ăn sáng cũng của Nhật Nguyên luôn quý vị. Một cụm du lịch và cái bãi đậu xe rất là rộng thoáng mênh mông đó quý vị. Thấy mình review cho quý cô bác anh chị thấy rất là rõ ràng, một cái bãi đậu xe rất rộng quý vị. Ở xa sau khi mà đã biết được nó view rất đẹp nha quý vị, một trong những view đỉnh của thành phố Đà Lạt mà nằm ngay trung tâm, vừa có bãi đậu xe, vừa có tiệm cà phê ăn uống, vừa có khách sạn, vừa có tiệm ăn buổi sáng và ăn trưa. Ở đây mình thật sự có một cây đào mãn nhãn luôn. Trong thành phố Đà Lạt chưa có chỗ nào ở bờ hồ Xuân Hương không nở, mà riêng ở ngay chỗ khách sạn Nhật Nguyên có một cây mai anh đào nở rất rất đẹp luôn quý vị. Nơi đây thật sự là tạo cho quý vị có một sự lựa chọn thật sự là hoàn hảo. Nếu mà quý vị ở trên con đường Hồ Tùng Mậu có cái cầu thang mà bước thẳng xuống Hồ Xuân Hương, đó là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo cho quý cô bác anh chị gần xa đến Đà Lạt. Sau khi mà coi được cái clip mà mình review như vậy thì quý cô bác anh chị trong và ngoài nước thì sẽ nhận định được là ở những nơi nào mà quý cô bác anh chị là thích ở gần trung tâm, thì đây là một trong những khu mà trung tâm mà tiện nhất. Đi ra chợ Đà Lạt chỉ có 100m, bước qua cầu Ông Đạo là tới rồi. Thì ở các khu vực Hồ Tùng Mậu là sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Và sau đây xin mời quý cô bác anh chị tiếp tục trở lại với mình đi trên con đường Trần Phú. Và đây trước mặt chúng ta bên trái là nhà thờ Con Gà. Đó, nhà thờ Con Gà, một biểu tượng đẹp của thành phố Đà Lạt. Sau đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn rẽ phải để mà sổ dốc nhà thờ Con Gà. Đây là dốc nhà thờ Con Gà hay gọi là dốc Lê Đại Hành đó quý vị. Dốc Lê Đại Hành thì quý vị thấy không, xe dày kinh kích luôn, san sát với nhau, xe hơi họ phải đậu khoảng cách đó quý vị. Mà đây thật sự là dày san sát với nhau luôn, không có chỗ nào mà hở ra một xíu luôn quý vị. Nếu chăng nếu hở ra thì chủ yếu là tất cả các tài xế hở ra để mà sau khi người người vô người ra cho dễ.
Và đây là con đường Lê Đại Hành. Đây vẫn là con đường Lê Đại Hành quý vị nghe. Và nếu mà tới đây rẽ phải thì là rẽ phải là con đường Hồ Tùng Mậu quý vị nghe. Đây rẽ phải vô là con đường Hồ Tùng Mậu. Và nếu mà ôm cái bùng binh cầu Ông Đạo, rẽ trái là đường Lê Đại Hành qua cầu. Và đây mình xin mời quý cô bác anh chị, rẽ phải là đường Hồ Tùng Mậu, hay người Đà Lạt còn gọi là thung lũng Kim Khuê đó quý vị. Đó quý vị thấy xe cộ đậu san sát với nhau xinh xích. Đây thưa quý vị, đây chỉ mới là buổi sáng ngày mùng 3, lúc này là mình nhìn đồng hồ là đã 8 giờ đúng rồi quý vị. Bà con có những người du khách họ chơi về khuya cho nên họ chưa dậy. Còn ai những dậy, ai dậy thì ăn sáng uống cà phê ở đây. Ở đây thật sự là dày đặc những cái quán cà phê dày san sát luôn quý vị. Tất cả đều là quán cà phê. Hầu như mình nhìn vô quán cà phê nào cũng có khách. Mà chỉ mới 8 giờ sáng thôi. Rồi tất cả ngoài quán cà phê ra thì các cái tiệm ăn, tiệm phở, tiệm bún, ăn sáng. Đà Lạt thì thường hay có phở là một này, hủ tiếu là hai, và bún riêu, đúng rồi, bún riêu, hoặc là bánh căn, bánh căn vân vân. Đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn tiếp tục theo chân mình, xe cộ đậu san sát hai bên đường thung lũng Kim Khuê, một trong những khu vực mà thật sự đắc địa của thành phố Đà Lạt. Đây là khu trung tâm quý vị, chỉ bước ra chợ Ông Đào có mấy bước mà thôi, bước qua khỏi cầu Ông Đào là đến chợ Đà Lạt rồi quý vị. Cho nên các bạn và quý vị ở xa thì nhìn cái clip của mình thì quý vị và các bạn cũng hình dung ra được là đường Hồ Tùng Mậu và thung lũng Kim Khuê thì gần như là trung tâm, thật sự rất là tiện ích quý vị đi chợ Đà Lạt mua sắm. Và đây mình sẽ vòng một vòng cái bùng binh cầu Ông Đạo và bắt đầu mời quý cô bác anh chị và các bạn theo chân mình để qua cầu Ông Đạo. Đây là cầu Ông Đạo và Hồ Xuân Hương thơ mộng. Lúc này là mình nhìn đồng hồ là 8 giờ 15 phút, 8 giờ 15 phút, nhiệt độ lúc này đã lên là 21 độ 5, 20 độ 5 quý vị. Nhiệt độ lúc này là rơi vào khoảng là 20 đến 20 độ 5. Trời cũng đã ấm lên rồi, ấm dần lên rồi. Nhưng mà thật sự chạy gió rất là lạnh quý vị. Đây là cái bùng binh phun nước. Ngày xưa thì hay còn gọi là người Đà Lạt gọi là bùng binh chim bồ câu. Đó, rồi mé phải chúng ta là cổng vào chợ Đà Lạt. Và sau đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn tiếp tục theo chân mình để lên dốc Hòa Bình, hay còn gọi là dốc Lê Đại Hành. Như vậy là đường Lê Đại Hành kéo dài từ dốc nhà thờ Con Gà lên đến hết dốc là vẫn còn Lê Đại Hành đó quý vị. Bên trái chúng ta là một dãy cà phê thật là lãng mạn và đẹp nhất thành phố Đà Lạt chúng ta. Trong đó có nhiều tiệm cà phê rất đẹp, rất chỉnh đỉnh luôn. Và đây xin mời quý cô bác anh chị, như vậy là mình đã đi hết đường Lê Đại Hành, mình bước vào địa phận của khu Hòa Bình. Mình bước vào khu Hòa Bình. Xin thưa với quý cô bác anh chị, được khi mà bước vào khu Hòa Bình này là quý cô bác anh chị chỉ được đi thuận một chiều mà thôi, không được đi nghịch chiều lại nghe. Đây là đường một chiều rồi quý vị. Và mình sẽ giới thiệu cho quý vị tại sao từ xa quý vị đã thấy cả hàng mấy hàng ngàn chiếc xe Honda mà đậu tại đây không? Đây là cầu thang chợ Lầu, một trong những điểm mà uống cà phê buổi sáng mà phơi mình sưởi nắng với cái ánh nắng mùa xuân. Trời thì rất là lạnh quý vị, mà ánh nắng chiếu vô, đây là cà phê cốc, cà phê khói, đặc biệt của người Đà Lạt có cái đặc điểm là cà phê cốc của quý vị, uống cái giá cả nó phải chăng, mà được ngồi ở ngoài một cái không gian vô cùng thoáng rộng, rồi hàn huyên tâm sự, nhìn trời, nhìn đất, nhìn chợ Đà Lạt. Mà chỉ cần một cái ghế đơn giản và một ly cà phê pha nhanh thôi, cũng uống cà phê cốc ở Đà Lạt. Đó là một trong những điểm uống cà phê cốc lớn nhất và đẹp nhất thành phố Đà Lạt. Mình sẽ review cho tất cả những cái gì mà quý cô bác anh chị chưa biết. Đó, và đây là bến xe Tùng Nghĩa, là hàng quán dày đặc luôn. Quý vị có thể là ăn uống ở đây từ bún bò, rồi bún riêu, rồi
bún thịt nướng rồi buổi sáng phở, rồi quý vị có thể là đi xe buýt về Đơn Dương, Cầu Đất, Thạnh Mỹ, Đức Trọng cũng đều ở đây luôn quý vị, để mình review cho tất cả các bà con ở xa không có điều kiện đi xe taxi thì về đó đi xe buýt đó. Và như vậy là đây là một chiều quý vị nghe, một chiều mình đi là không được đi ngược chiều, đã là khu Hòa Bình rồi thì không được đi ngược chiều. Và đến đây máy bên phải chúng ta là đường vào Tăng Bạc Hổ, ở đó có rất nhiều món ăn, hầu như là tất cả các quán dày đặc ở trên đường Tăng Bạc Hổ. Và sau đây mình mời quý cô bác anh chị tiếp tục theo chúng mình đi trên con đường Hòa Bình. Lúc này rất là may mắn cho mình đó là chỉ có 8 giờ 5, 8 giờ 10 thôi, đường vẫn còn rất là thông thoáng. Nếu một lát nữa thật sự không có đường đi luôn các bạn, tắt đường luôn. Sau khi mà bà con khách du lịch mình sau khi đã ăn xong rồi thì lên đường hỏi chơi thì thật sự không có con đường nào mà đi kín mít. Và sau đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn, mời quý cô bác anh chị và các bạn vào thăm con đường là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và con đường Phan Như Thạch, một trong những con đường mà đắc địa bậc nhất của thành phố Đà Lạt của chúng ta, đó là trung tâm phường 1, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Một trong những con đường mà dày kinh kích, 100 nhà là đều là khách sạn, 1.000 nhà cũng đều là khách sạn ấy quý vị. Và vô đây quý vị thấy không? Chóng ngợp luôn, thật sự chóng ngợp luôn. Thật sự mình dùng cái từ chóng ngợp, không còn đường đi nữa quý vị, cứng ngắc luôn. Đó, cứng ngắc luôn, đó chỉ là một con đường thôi quý vị, một con đường ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mà đến đây là coi như hầu như là xe nhích từng bước một luôn. Thật sự xe Honda là dễ đi nhất trên đời này, có thể là lưu động, phương tiện nhanh gọn lẹ nhất mà vẫn phải đứng lại. Quý vị thấy không? Nào là xe 4 chỗ, xe 7 chỗ, xe 9 chỗ, xe 16 chỗ, xe 48 chỗ, tất cả các loại xe cây, cứng ngắc luôn. Không còn cái chỗ nào đi được. Quý vị thấy thật sự ngỡ ngàng chóng ngợp, mới có 8 giờ 10 mà đã như vậy rồi thì lát hồi 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ thì đến mức nào nữa quý vị. Ở đây là khách sạn dày kinh kích, từng một là người ta buôn bán, làm ăn rồi một cà phê ăn sáng, bún phở, rồi tất cả các tiệm tạp hóa, spa, làm đẹp, vân vân và vân vân. Họ kinh doanh ở một trong những cái khu vực mà đắc địa mà buôn bán sầm uất mà đông nhộn nhịp bậc nhất thành phố Đà Lạt của chúng ta. Đó, đây quý vị thấy không? Khách ăn uống đổ ra rất là tấp nập luôn, vô cùng luôn. Mình thật sự là ở đây người Hàn Quốc rất là đông, rồi Tây, Tàu, mình thấy là kể cả người Nhật Bản này, rồi người châu Âu rất là nhiều quý vị, thật sự là rất là nhiều. Họ cũng ngỡ ngàng, thật sự Hồng Kông, Singapore, Đài Loan cũng không có thể nào mà chật cứng như nêm như vậy được. Mình không phải nói quá đâu quý vị, thật sự mình không phải nói quá. Hồng Kông, Singapore, Đài Loan cũng không thể nào mà chật cứng như nêm. Những cái thời điểm mà coi như thịnh vượng nhất của Hồng Kông thì họ cũng thoáng mà đi, có đường đi, còn đây thật sự không có đường đi luôn. Nhà cửa dày san sát, quán ăn mọc lên coi như sát đường luôn, xe Honda không có chỗ để luôn, nhất xe Honda không có chỗ để luôn. Đó quý vị thấy, và xin mời quý cô bác anh chị và các bạn tiếp tục theo chân mình để mà đi hết con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và con đường Phan Như Thạch, một trong những trung tâm mà náo nhiệt, mà xe cộ đông đúc nhất trong thành phố Đà Lạt, gọi là chỉ nhất thôi chứ không có nhì quý vị nha, nhất thôi. Đây quý vị thấy không, Hàn Quốc này, rồi Đài Loan này, Singapore này, Malaysia, rồi tất cả là họ ở lại, họ ăn Tết trước ngày mùng 1 đó quý vị. Đà Lạt năm nay á, rất hay nha, một cái đặc điểm rất là hay là có khách trước Tết. Như vậy là mình hy vọng Đà Lạt cũng sẽ có khách sau Tết quý vị. Đó, và đến đây thật sự quý vị thấy xe Honda phải dừng lại, phải đứng lại một chỗ luôn. Xe Honda đứng lại một chỗ luôn, không còn một cái con đường nào mà đi nữa. Tại vì xe hơi quá nhiều quý vị, thật sự xe hơi quá nhiều. Hầu như mình thấy là khách Hàn Quốc rất đông quý vị ơi. Tất cả đều là khách Hàn Quốc, họ đi bộ ra, họ dạo chơi đó, họ cũng ngỡ ngàng, thật sự họ cũng giật mình luôn á. Việt Nam bây giờ họ dòm cảm giác như là
họ ngạc nhiên đó quý vị, họ ngạc nhiên. Tại sao lại đông xe mà kẹt kẹt xe dữ dằn vậy, rồi buôn bán tấp nập, người mua kẻ bán, tất cả các cái hàng quán mà ở đây đặc biệt là từng một là họ họ kinh doanh quý vị nghe, họ kinh doanh từng trên đó là để là nhà nghỉ, khách sạn, phòng nghỉ, còn từng một đặc biệt là kinh doanh từ quán xá ăn uống, rồi làm đẹp, rồi tạp hóa, rồi massage, rồi tất cả các cái dịch vụ, thật sự luôn, quá nhiều luôn, quá nhiều cái dịch vụ luôn. Càng tiến vào càng càng vô sâu thì quý vị thấy thật là đầy nè, mình review cho quý vị đây một cái bãi xe mà nằm sâu hun hút như này mà xe lên không được luôn, quá nhiều xe ở trong đó. Đã vậy rồi tới đây chiếc xe này mình phải leo lên lề mình đi luôn quý vị ơi, không còn đường luôn, thật sự không còn đường luôn. Một đây là con đường Phan Như Thạch quý vị. Xin thưa với quý cô bác anh chị, đây là hết đường Thâm Kỳ mình đã là đường Phan Như Thạch rồi. Đây rồi tay bồng tay bế rồi tất cả các em nhỏ và xe như vậy, đường rộng như vậy mà chật cứng như nêm luôn đó. À, đây là đây mới là thật trung tâm này, thật sự trung tâm này. Còn nãy mình review cho quý cô bác anh chị là ở tất cả các hẻm trong thành phố Đà Lạt, bất kỳ một con hẻm nào cũng xe đầy ắp luôn, thật sự luôn. Review cho quý cô bác anh chị coi từng cm một, từng ly một luôn đó. Quý bà con khách du lịch của chúng ta vừa ăn uống nghỉ ngơi xong là bắt đầu cầm máy này, cầm đồ đạc này, trang thiết bị máy móc, rồi quần áo mũ lên, khăn quàng trang bị. Giờ này vẫn còn lạnh nha quý vị, giờ này tuy là mặt trời lên vậy nhưng mà ở ngoài rất là lạnh, nhiệt độ lúc này là nó cũng rơi, mình để mình nhìn đồng hồ xem thử coi, như vậy là bây giờ đang nhích lên được 21 độ đó quý vị. Mà càng vô tới trong này là càng đông khách, đông xe hơn, thật sự quá đông luôn, ngỡ ngàng luôn. Đây nhiều khách sạn trong này, hầu như là khách sạn không quý vị nha, không có homestay, tại vì khu vực đắc địa mà. Đây là một trong những là khu kim cương và khu vàng của kim cương của thành phố Đà Lạt, thật sự không ai mua nổi, không ai mua nổi quý vị, không ai mua nổi, quá sức đắc địa, ngay trung tâm. Thật sự mà người Đà Lạt ai mà sở hữu một trong những căn nhà ở đây thì cuộc sống quá đổi, cuộc sống quá đổi bình yên mà, quá ổn định, thật sự dùng cái từ ổn định. Tất cả các cái nhà nghỉ khách sạn ở đây mà của người Đà Lạt là một năm có mức thu nhập quá ổn định luôn, thật sự ổn định vô cùng luôn, tuyệt vời luôn đó. Rồi đến đây cái quán ăn, tưởng tượng ở trên thì cho nhà nghỉ khách sạn thu nhập cao như vậy, ở dưới thì buôn bán như vậy, tấp nập như vậy thì mức sống làm sao không ổn định được quý vị. Mình dùng từ ổn định là khiêm tốn đó quý vị, mình dùng cái từ ổn định là khiêm tốn, thật sự là cuộc sống rất là cao. Sau khi người Đà Lạt là buôn bán rất là giỏi, người Đà Lạt tập trung buôn bán rất là giỏi nha quý vị, nhưng mà sau khi là hết Tết rồi thì người Đà Lạt lại tiếp tục đến qua rằm, người Đà Lạt mới đi chơi đó quý vị. Quý vị còn trong cái thời gian Tết là hầu như là chủ với tớ như nhau. Xin thưa với quý cô bác anh chị là chủ với tớ như nhau, cũng đều xăng tay áo lên làm hết, không phân biệt chủ tớ đâu, chủ khách sạn, nhà nghỉ, chủ khách sạn một sao, hai sao, năm sao, bốn sao mình không tính, nhưng mà chủ khách sạn một sao, hai sao đều xăng tay áo lên làm hết đó quý vị. Người Đà Lạt làm kinh tế rất là giỏi quý vị, mình thấy nhà nhà làm kinh tế, người người làm kinh tế họ chịu rất là nhiều khó vô cùng luôn, sẵn sàng, chủ sẵn sàng ra rửa chén là bình thường, chủ sẵn sàng đi làm tạp vụ cũng là bình thường quý vị. Video đến đây cùng xin kết thúc, xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn, chúc quý cô bác anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, bình an và thật nhiều may mắn. Quý cô bác anh chị yêu quý kênh Đà Lạt Bình Yên, xin để lại một like và bấm đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn.